Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio tu luyện ký sự của Tinh Hoa TV. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện luân hồi, gian khổ tìm pháp, nhật trăng hỏa cảnh. Bài viết này kể về câu chuyện tìm pháp đời trước của một họa sĩ. Vào thời nhà Minh, người họa sĩ này chuyển sinh ở Tô Châu. Từ nhỏ đã thích vẽ tranh, tài năng thiên phú. Những thứ anh ấy vẽ đều sống động như thật. Thấy con trai là người có tài, nên người cha đưa anh đến những nơi có phong cảnh đẹp để tập vẽ cảnh thực. Anh bắt đầu vẽ những khu vườn và cảnh non nước. Quá trình vẽ của anh rất vất vả. Không những phải vẽ giống cảnh thực, mà quan trọng hơn là cần phải thể hiện ra được đặc điểm phong cách hội họa riêng của bản thân. Có lần cha ốm nặng khiến anh rất nhọc sức. Lúc này những bức tranh anh vẽ đều thể hiện tâm trạng buồn lo. Nhưng qua vài ngày sau, cha anh khỏi bệnh. Lúc vẽ lại những bức tranh có nội dung như trước. Vì tâm thái đã trở nên vui vẻ nên những bức tranh sau này cũng mang đến cho người ta cảm giác hướng đến sự lạc quan. Thuận theo thời gian, anh đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong vùng. Nhưng anh vẫn không hài lòng với trình độ hội họa của mình hiện tại. Vì vậy anh quyết định chọn một nơi có phong cảnh đặc sắc để trầm tĩnh vẽ một mình. Thế là anh ấy đã đến Tây Hồ, núi Nhạn Đảng, núi Vũ Di, thậm chí cả Tung Sơn, và đã vẽ nên một số tác phẩm rất ý nghĩa. Một lần khi đang đi dạo trên phố, anh nhìn thấy một quán rượu rất đặc sắc, bèn tìm một nhà nghỉ gần đó để ở lại, vẽ các khung cảnh khác nhau của quán rượu. Anh vẽ quán rượu lúc khai trương vào sáng sớm, lúc đóng cửa vào buổi tối, cảnh người đông đúc trong quán và cả cảnh quán rượu trong mưa. Mỗi bức tranh đều mang những dư vị khác nhau. Ngày kia, bức tranh của anh được một thanh niên nhìn thấy. Người thanh niên này trước tiên thừa nhận năng khiếu hội họa của anh. Sau đó nói, có muốn vẽ đá không? Anh ấy có chút khó hiểu, theo bản năng liền hỏi lại, tại sao phải vẽ đá? Người thanh niên cười, nếu như vẽ đá tốt mới có thể vẽ thần. Anh nghe cảm giác thấy dường như cậu thanh niên này có chút lai lịch, liền gật đầu đồng ý. Thế là người thanh niên dẫn anh đến lối vào của một ngọn núi sâu. Tại đó có một tảng đá lớn nhiều mặt. Nhìn từ các góc độ khác nhau, hình dạng của đá cũng khác nhau. Ngoài ra, do sự thay đổi của thời gian, dưới sự thay đổi của ánh sáng mặt trời, viên đá lớn lại có sự tương phản sáng, tối khác nhau. Người thanh niên nói, ngươi ở đây vẽ, sau 15 năm, nếu ngươi vẽ tốt, ta sẽ dạy ngươi vẽ thần. Anh cảm thấy rằng, dù tảng đá có nhiều góc cạnh bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không cần đến 15 năm cũng có thể vẽ xong. Trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không tiện nói được gì. Anh ta đã thực sự ở đây 15 năm chỉ để vẽ tảng đá lớn này. Lúc đầu anh nghĩ rằng vẽ tảng đá lớn là một việc rất đơn giản, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ dù chỉ là một mặt bên thì trong quá trình vẽ cũng phải rất vất vả mới có thể vẽ đẹp được. Từ khâu phác thảo đến làm sao để trở nên giống một chút cho đến khi giống hoàn toàn với vật mẫu, quá trình này vô cùng gian nan. Đồng thời trong quá trình vẽ tranh còn có rất nhiều can nhiễu từ các loại nhân tâm và quan niệm va chạm với nhau. Nhiều lần anh cảm thấy rằng đã vẽ nó vô cùng hoàn mỹ, nhưng không cẩn thận làm văng một ít màu sơn lên đó. Thế là trong gang tấc đã thất bại. Khi anh vẽ lại thì mang tâm nôn nóng, nét họa lung tung, trở nên sai lệch. Mặt này của khối đá thì trời mưa, trời âm u, trời đầy nắng sẽ như thế nào, vân vân. Các loại nhân tố khác nhau đều chế ước anh ấy. Trải qua 5 năm, cuối cùng anh đã vẽ xong tất cả các mặt của tảng đá một cách hoàn hảo. Anh rất vui, cảm thấy nhiệm vụ có thể hoàn thành sớm hơn 10 năm. Nhưng khi lại gần tảng đá quan sát, anh thấy một mảnh đã rơi ra. Tuy không lớn, nhưng hình dạng của tảng đá ban đầu đã bị thay đổi, đồng thời tăng thêm hình dạng của khối đá nhỏ kia. Thế là anh phải bắt đầu vẽ lại. Sau 1 năm, bức tranh hoàn thành, nhưng anh thấy tảng đá bị rơi ra 5 miếng nữa, và anh lại vẽ lại. Mỗi khi vẽ xong, tảng đá lại tách ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn, và anh phải tiếp tục vẽ lại. Lúc bấy giờ, anh càng cảm thấy người thanh niên kia không phải là người bình thường. Cuối cùng, tảng đá bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng với sự nhẫn nại vốn có, anh vẫn hoàn thành bức tranh vào năm thứ 15. Người thanh niên liền đến như đã hẹn. Lúc này đã là một người đàn ông trung niên trạc 40, nhưng trông vẫn trẻ trung như 15 năm về trước. Người thanh niên mỉm cười nói: "Ta để ngươi vẽ một tảng đá tĩnh, mục đích là để ngươi bắt đầu một mặt của tảng đá mà tùy thuận theo các nhân tố bên ngoài và việc bản thân tảng đá tiếp tục tách ra. Ngươi sẽ học được cách thay đổi và biến hóa khác nhau. Chỉ khi có được điều này, ngươi mới có thể chấp bút vẽ nên thần vận của thần." Anh nghi ngờ, hỏi rằng: "Tại sao lại cần vẽ thần?" Người thanh niên trả lời một cách nghiêm túc: "Thần đã ban cho con người tất cả. Đương nhiên con người phải ca tụng thần, đồng thời cũng phải để cho nhiều người hơn nữa kính ngưỡng thần. Chỉ có như vậy nhân gian mới duy trì được đạo đức lâu dài." Nói xong, người thanh niên đưa anh ấy đi vào sâu bên trong một đỉnh núi không ai biết đến. Ở trong đó có một đại điện. Trên đại điện thờ cúng những vị thần tiên bên đạo gia. Người thanh niên nói: "Trước tiên ngươi vẽ đại diện và các bức tượng ở bên trong. Sau khi vẽ giống rồi, ta sẽ đưa ngươi đi vẽ thần." Anh ấy đã ở đó dùng 3 năm mới vẽ xong. Lúc này anh đã cảm nhận được sức mạnh của thần. Khi vừa vẽ xong, người thanh niên liền xuất hiện. Chỉ thấy khi người thanh niên phất tay một cái, đại điện vốn có ban đầu hoàn toàn biến mất. Sau đó người thanh niên rời đi. Cảnh tượng này khiến anh ấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời anh cảm thấy rằng người thanh niên kia rõ ràng không phải là một người tầm thường. Lại nghĩ: "Thần mà ta muốn vẽ đang ở đâu?" Đang nghĩ đến đây, liền có một bà lão chống gậy xuất hiện trên một bãi đất trống. Anh thấy bà cụ đã già lắm rồi. Có thể lúc trẻ ngoại hình không ưa nhìn, nên càng già ngoại hình bà lão lại càng khó coi hơn. Bà lão muốn anh vẽ lại chân dung của mình và nói rằng bà muốn giữ nó làm kỷ niệm. Trong đầu anh nảy ra ý nghĩ không muốn vẽ, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Thần có thể biến hóa. Anh ấy nhíu mày, nảy ra ý kiến hay, liền nói với bà lão: "Để con vẽ cho bà, có thể được, nhưng có một điều kiện. Bà phải cho con gặp được một giác giả có thể giúp con thoát khỏi biển khổ hồng trần này." Bà lão tỏ ra rất ngạc nhiên liền nói: "Còn muốn tu hành sao?" Anh ấy ngồi xuống và chậm rãi nói: "Qua 3 năm vẽ tượng thần và đại điện, con không chỉ phát khởi lòng tôn kính thần, mà còn sản sinh ý muốn trở thành đệ tử của thần. Nguyện cuối cùng là hướng đến thần, vậy nên sinh ra suy nghĩ muốn tu luyện." Bà lão mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Nếu con có thể vẽ chân dung của ta, vừa giống lại vừa đẹp, ta có thể nói cho con biết." Nghe xong, anh cảm thấy bà lão dường như muốn làm khó mình, bởi vì dung mạo của bà lão thực sự rất khó nhìn. Lại không chỉ muốn vẽ cho giống, mà còn phải vẽ cho đẹp. Điều này phải làm sao đây? Anh không thể từ chối, nên phải vừa vẽ vừa suy nghĩ, không biết làm thế nào để bà lão xấu xí này trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng trong quá trình vẽ, anh ấy thấy tuy hình dáng bên ngoài của bà lão khá xấu, nhưng bên trong là rất đẹp. Vì vậy, anh đã sử dụng phương pháp vẽ nhiều lớp cảm xúc. Bà lão nhìn bề ngoài là hình ảnh xấu xí, nhưng bên trong lại chính là một nữ thần vô cùng mỹ lệ. Các nét phác họa bên ngoài tuy khá nặng nề, nhưng lớp mực bên trong lại rất trang nhã, thanh phàm, thoát tục. Sau khi vẽ xong, anh đưa bức tranh cho bà lão xem. Bà vui vẻ nói, "Con quả nhiên là người rất ngộ tính. Thực ra, từ khi con bắt đầu vẽ tảng đá lớn, thần đã liên tục dẫn dắt con trên con đường tu luyện. Những việc sau này con gặp phải đều là thần đang khảo nghiệm, xem con có phải là một người kiên định trên con đường tu luyện hay không. Trong tương lai, sẽ có một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới được truyền xuất trong nhân gian. Đến lúc đó rất nhiều người sẽ đến học. Như vậy sẽ có một vài người xấu và sinh mệnh bất hảo đến phá hoại, tạo thành ma nạn cho phương pháp tu luyện và người tu luyện. Nếu con không sợ bị bức hại, tương lai chính là dùng nét bút của mình mà triển hiện thần và chính tính của người tu luyện." Anh liền hỏi, "Làm sao con có thể gặp được loại phương pháp tu luyện đó?" Bà lão đáp, "Nhật trăng họa cảnh." Nói xong, bà liền biến mất. Anh mãi suy nghĩ lời nói ấy. Một ngày nọ, chợt hiểu ra, chỉ cần ta dùng tâm vẽ thần, cuối cùng nhất định sẽ được thần rủ lòng thương. Tương lai ta tự nhiên sẽ gặp được loại phương pháp tu luyện đó. Trong những ngày sau đó, anh đã được gặp các vị thần dưới nhiều hình tượng khác nhau. Trong quá trình vẽ thần, tâm tính của anh từng chút đạt được đề cao và thăng hoa. Cuối cùng, có một ngày, anh đã gặp vị giác giả tương lai đến truyền đại pháp ở nhân gian. Vị giác giả đó khai thị cho anh rất nhiều đạo lý, đồng thời an bài cho anh ấy tương lai làm thế nào gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Đây chính là nhật trăng họa cảnh lịch Giang Tân, họa thạch họa thần chủng tiền căn, tâm hướng thần, cảnh mịch, quy lộ, kim triêu, đề bút, luyện chân kim. Tạm diễn nghĩa, ngày ngày vẽ cảnh đẹp trải qua gian khổ, vẽ đá, vẽ thần theo căn nguyên tiền kiếp. Tâm hướng thần, tìm kiếm đường về, hiện tại nâng bút luyện vạn thật. Chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với bạn và người thân.